bài tập nhé. Và chúc cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, vào những ngày này trên quê hương Thọ Cường, khắp mọi nơi đều hân hoan náo nức rộn ràng, tiếng nói tiếng cười cùng với nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng sự kiện trọng đại này của giải nhà. Sự kiện xã Thọ Cường chính thức đón nhận xã Cường nông thôn mới năm 2019 và nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kính thưa quý vị, xây dựng nông thôn mới là chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở nông thôn. Sau nhiều năm thực hiện triển khai chương trình, xã Thọ Cường đã đạt được kết quả nổi bật, làm quê được khoác lên mình chiếc áo mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng không ngừng được nâng cao. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, cộng hưởng nội lực và ngoại lực, thực hiện thành công tiêu chí nông thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng quê này. Và sự nỗ lực không ngừng của xã Thọ Cường vào năm 2019 là chính thức cán đích nông thôn mới. Phần nước đọc, người dân xã Thọ Cường mong muốn chúc mừng thành công của xã nhà với sự chỉ đạo của ban thường vụ đảng ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã và ủy ban xã đã xây dựng chương trình văn nghệ để chào đón lễ đón nhận xã Thọ Cường đạt chuẩn nông thôn mới và nhận cờ thi đua của ban nhân dân tỉnh năm 2019 nhằm khai mạc đại hội vinh các lời bác Hồ kính đại tổ quốc ca mừng cùng đại diện quê hương. Chương trình được sử dụng các tác phẩm văn nhạc thế gian này chỉ riêng bác mà thôi, quê tôi sáng tác anh Minh, nghệ sĩ ưu tú người con xa quê Huy Phước, trở lại chốn quê sáng tác Lê Văn Tuyên, non nước của tình sáng tác Thanh Sơn, tổ quốc gọi tên mình sáng tác Đinh Trung Cẩn. Chỉ đạo nội dung chương trình, ban thường vụ đảng ủy xã Thọ Cường chỉ đạo thực hiện, ủy ban nhân dân xã Thọ Cường chỉ đạo nghệ thuật, ủy ban nhân dân xã với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên thông chuyên đến từ các làng Nông Sơn, làng Hồn Tín, làng Nghe Tiến và làng Cự. Sau đây chương trình biểu diễn nghệ thuật xin được bắt đầu. Thank you.
chỉ riêng mang mà oh,
Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Khang, thường trực văn phòng xây dựng nông thôn mới của tỉnh, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng.
cái đề nghị của các xã thị trấn, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các đồng chí là bí thư đảng ủy chủ tịch ban xã của các xã thị trấn trong huyện cũng về dự và chung vui với xã Phạm Đường đề nghị các xã thị trấn. Ban tổ chức thì hiện tiền trọng được đơn làm giới thiệu lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp của Triệu Sơn, các doanh nghiệp đã trong nhiều năm qua đã có công hiến xây dựng các bên hội phường ngày càng tốt đẹp về cơ sở vật chất khang trang ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Đại biểu xã Hồng Cường xin tiền đề chào mừng tới các đồng thiệu đồng chí Phạm Xuân Quang, bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn xã nhà. Đồng chí Lê Công, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ban xã, phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn xã Hồng Cường. Về từ buổi lễ hôm nay xin trân trọng giới thiệu các đồng chí công an, từ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, trưởng phó các ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng trưởng ban nhà trường, trưởng đảng y tế, đại biểu hội đồng dân, các đồng chí là các bộ công chức, các bộ ban chuyên trách, đại diện các hộ gia đình tiêu biểu đã về dự đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng các đồng chí cán bộ trung cao cấp đảng hưu, các đồng chí nguyên lãnh đạo ban các đảng ủy của địa phương cũng thành thời gian về dự đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về dự buổi lễ hôm nay và đặc biệt có sự hiện diện các đồng chí các người con xa quê của toàn phường ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thành phố Thanh Hóa đang làm ăn và những người con đang làm ăn sinh sống trên khắp các mọi miền đất nước đã dành thời gian về dự và chung vui với sàn nhà để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Để kịp thời thông tin về sự kiện trọng đại này, xin trân trọng giới thiệu các phóng viên báo đài, đài phát đài Thanh Hóa, đài truyền hình Sơn đã về dự và nghe tin để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, thưa toàn thể các bộ đảng viên và nhân dân xã nhà, trong buổi lễ hôm nay, ban tổ chức rất vui mừng đón tiếp những tình cảm đặc biệt của các tổ chức cá nhân vì lý do đặc biệt không về được, chúng ta gửi hoa và quà chung vui từ đây để chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Xuân Quang, bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới lên phát biểu khai mạc buổi lễ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Quyền, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tổ chức, phó ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh. Kính thưa đồng chí Trần Đình Quân, tỉnh ủy viên, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các sở ban ngành và thành ủy Thanh Hóa. Kính thưa đồng chí Lê Mô, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy. Kính thưa đồng chí Lê Khắc, phó bí thư thường trực huyện ủy. Kính thưa đồng chí Phùng Kính, phó thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí trong lãnh đạo huyện đại diện cho các ban phòng ngành toàn thể huyện Triệu Sơn, kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân, hòa chung với không khí phấn khởi của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Được sự đồng ý của ban chỉ đạo văn phòng điều phối thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn hôm nay đã ủy hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Quảng Cường long trọng tổ chức lễ công bố xã Quảng Cường đạt được nông thôn mới và đón nhận bằng thi đua cờ thi đua của ủy ban nhân dân năm 2019. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu mốc son lịch sử và sự phát triển đi lên của địa phương trong sự nghiệp xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, là niềm tự hào lớn đối với đảng bộ và nhân dân xã nhà. Thay mặt đảng bộ và nhân dân xã Quảng Cường, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất và kính lời kính chúc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý và toàn thể nhân dân xã nhà chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể nhân dân xã nhà, thực hiện chương trình quốc gia mục tiêu xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền và trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Quảng Cường đã thường xuyên bám sát chủ trương, nghị quyết, chính sách của đảng và nhà nước, đề ra những mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tế của địa phương, tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực, sức mạnh của nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đã tạo sức lan tỏa trong đời sống nhân dân, đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực
kinh tế phát triển với tốc độ tăng trưởng cao, nhiều mô hình mới được hình thành và phát triển, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ sở hạ tầng được đầu tư nhanh và đồng bộ mặt nông thôn được khởi sắc, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Kinh hơn nhân dân sẽ cán bộ và nhân dân sẽ đạt. Sau hơn 7 năm triển khai tổ chức thực hiện đến nay, chúng ta đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quyết định số 149 QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 1445/2017 QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Một vinh dự lớn đối với đảng bộ và nhân dân xã chúng ta đó là được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định số 3694 QĐ-UBND ngày 16/9/2019 công nhận xã Thọ Cường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu và tập trung lãnh đạo chỉ đạo với tinh thần quyết tâm chính trị cao của hệ thống chính trị, tinh thần hăng hái tham gia của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên và nhân dân, chúng ta luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo huyện Triệu Sơn và các ban phòng ngành đoàn thể cấp huyện, sự hỗ trợ động viên của các công ty doanh nghiệp, các nhà tài trợ đóng trên địa bàn xã, địa bàn huyện, đặc biệt là sự chung tay góp công góp sức hướng về quê hương của cô em địa phương đang học tập công tác sinh sống trên mọi miền tổ quốc. Kính thưa cán bộ và nhân dân xã nhà, tại buổi lễ này một lần nữa chúng ta sẽ đánh giá tổng kết một cách toàn diện sâu sắc những kết quả đạt được trong hơn 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cũng nghiêm túc rút ra những tồn tại hạn chế, bổ sung nhiệm vụ giải pháp, xác định quyết tâm chính trị của đảng bộ và nhân dân. Đồng thời chúng ta sẽ được đón nhận ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và ý kiến của các vị đại biểu khách quý là cơ sở để đảng bộ và nhân dân xã nhà có thêm niềm tin mới, khí thế mới thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, không ngừng củng cố các tiêu chí đã đạt được một cách vững chắc và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hình thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới. Tại buổi lễ tổng thể hôm nay, chúng ta cũng sẽ thường xuyên tôn vinh những tập thể cá nhân có những đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, nhằm khơi dậy những tinh thần hăng hái tích cực của cán bộ nhân dân trong thời gian tới. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ công bố xã Thọ Cường đạt chuẩn nông thôn mới. Kính chúc các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng và kính mời đại biểu đồng chí Lê Trung công bố kết quả xây dựng nông thôn mới. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, lời đầu tiên cho chúng tôi xin gửi lời chào trân trọng và kính chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, các vị khách quý, chúc buổi lễ hôm nay diễn ra được thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, được sự phân công của ban tổ chức, sau đây tôi xin xin phép được thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của xã Thọ Cường giai đoạn 2012-2019. Về một lớn đặc điểm tình hình và quá trình tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Thọ Cường là một xã đồng bằng ở phía tây huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 12 km, phía bắc các xã Thọ Ngọc, phía đông các xã Xuân Thọ, phía tây các xã Thọ Sơn là thôn 15 xã Xuân Sơn của huyện Thọ Xuân, phía nam các xã Thọ Tiến, xã có đường quốc lộ 7 chạy qua. Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là 596,44 ha, diện tích đất nông nghiệp là 320,35 ha. Toàn xã có 1.230 hộ với 417 nhân khẩu, tổng số lao động là 2.627 nhân khẩu, phân bổ ở thôn đảng bộ có 227 đảng viên,
sinh hoạt ở một chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn và 3 chi bộ nhà trường và 1 chi bộ trạm y tế. Một đó những thuận lợi. Với sự quyết tâm chính trị cao của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn xã, có quyết tâm cao đã thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019. Nhân dân địa phương có truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, trong học tập và công tác, nhạy bén trong phát triển kinh tế, đội ngũ cán bộ công chức đã được chuẩn hóa về lý luận chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng được nhu cầu công việc hiện nay. Có nhân dân địa phương làm việc và sinh sống xa quê thành đạt trong mọi lĩnh vực về công tác các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn, thương mại dịch vụ phát triển ngành nghề quy mô lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, luôn được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc, sự hỗ trợ động viên kịp thời của ban thường vụ huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các ban ngành của huyện, ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Mộc Sơn và văn phòng điều phối nông thôn mới của tỉnh, các sở ban ngành của huyện Thanh Hóa. Hai, về khó khăn, tại thời điểm bắt đầu triển khai xã Hậu Cường mới đạt 6/19 tiêu chí, 13 tiêu chí còn lại mới đạt từ 40-50%. Bên cạnh các tiêu chí đã đạt được, ủy ban nhân huyện công nhận còn một số tiêu chí chưa đạt và nhìn chung rất khó khăn do xuất phát điểm thấp và cần đến nguồn kinh phí đầu tư rất lớn. Tiêu chí cơ sở vật chất, tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí trường học, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm phải huy động vốn, phải huy động đến sức dân, tinh thần tự giác trong nhân dân còn hạn chế và gặp khó khăn trong huy động nguồn lực để thực hiện đồng bộ hoàn tất và nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới. Hai, lớn kết quả đạt được: một, công tác chỉ đạo điều hành để thực hiện tốt các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tiến hành rà soát thực trạng các tiêu chí, từ đó đặt ra chương trình, kế hoạch, mục tiêu phấn đấu thực hiện các tiêu chí theo lộ trình hàng năm với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ và chế độ khuyến khích của xã trong làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, hệ thống kênh mương và hỗ trợ phát triển sản xuất trồng cây vụ đông, hỗ trợ các thôn xây dựng nhà văn hóa thôn. Ban chỉ đạo xã ban hành quy chế hoạt động, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể chính trị xã hội tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, từ đó thực hiện đồng thuận cao trong cán bộ đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng nông thôn mới đã được đi vào lòng dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực trở thành phong trào thi đua rộng rãi khắp địa phương. Với sự chỉ đạo của đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân xã đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép vào doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân. Các khoản đóng góp đã được đưa ra bàn bạc thống nhất theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Hai, về công tác thông tin tuyên truyền xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức thực hiện chương trình nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm cho nhân dân hiểu rõ việc xây dựng nông thôn mới chính là xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào phát triển sản xuất để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Từ đó nhân dân đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện chương trình. Ba, việc phát triển sản xuất ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Qua hơn 7 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, giá trị ngành sản xuất nông nghiệp không ngừng tăng lên, cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực. Hiện nay trên địa bàn xã có 312 hộ kinh doanh ở lĩnh vực vận tải và thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng và các ngành nghề khác. Có nhiều lao động đi làm ăn xa, lao động đi làm ở nước ngoài, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trên cơ sở quy hoạch xây dựng nông thôn mới, ban chỉ đạo đã tiến hành rà soát quy hoạch cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên toàn xã, hình thành các vùng sản xuất gồm vùng chuyên trồng lúa, vùng chuyên nuôi gia súc gia cầm, kết hợp trồng lúa với nuôi thủy sản, thành công trong mô hình nuôi cá kết hợp trồng cây ăn quả ở đơn vị thôn một. Thu nhập của người dân từng bước được nâng lên, đến năm 2019 đạt 40,7 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,95%. 4. Kết quả xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Công tác xây dựng đường giao thông nông thôn
và phong trào hiến đất mở đường sau hơn 7 năm thực hiện với sự chung sức chung lòng toàn đảng và dân của xã nhà đã hiến đất mở đường với hơn 50.000 m2 đất đầu tư, hơn 18.000 m2 đất tường rào được tháo gỡ và 23 bán nền. Đến nay các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đều thông thoáng, đảm bảo chiều rộng nền đường. Xã đã đổ bê tông hóa được 6 trên 6 km đường giao thông liên thôn đạt 100%, đường nội thôn 26,07 km trên 28,7 m đạt 90,8%, đường giao thông nội đồng được 4,9 km trên 7,21 km đạt 68%. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng khác, ba nhà trường được xây mới, nâng cấp các công trình cơ bản, tu sửa khuôn viên, đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Công sở và hội trường được xây dựng mới với trên 200 chỗ ngồi. Sân vận động xã được xây dựng trên hệ thống tường rào và các công trình phụ trợ khác chuẩn với diện tích 10.100 m2. Trạm y tế đã được xây dựng mới ở khu mới. Các phòng khám chữa bệnh, khuôn viên được xây dựng mới hoàn toàn, đảm bảo cơ sở vật chất chuẩn bị y tế. Xã có một cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đảm bảo nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Đảng bộ và nhân dân xã Thổ Cường vô cùng tự hào và vinh dự được đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là nguồn cổ vũ động viên vô cùng to lớn, tạo động lực để xã Thổ Cường tiếp tục phấn đấu vượt qua những khó khăn thách thức để đổi mới trong giai đoạn tiếp theo. Với truyền thống cách mạng, sự đoàn kết thống nhất cao, đảng bộ và nhân dân xã nhà quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nghị quyết đại hội đảng bộ xã Thổ Cường lần thứ 19 đã đề ra sự vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và xây dựng xã Thổ Cường thành một xã kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh. Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí, được sự phân công của ban tổ chức, tôi vừa thông qua báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Thổ Cường giai đoạn 2012-2015. Xin được trân trọng cảm ơn các quý vị, các đại biểu đã quan tâm lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Thanh Năng, phó giám đốc phòng thường trực ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới lên phát biểu và công bố quyết định xã Thổ Cường đạt chuẩn nông thôn mới. Xin kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Đức Quyền, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ban nhân tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo chương trình của quốc gia tỉnh Thanh Hóa. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân xã Thổ Cường, huyện Hồ Sơn, điều xin thực hiện nhiệm vụ được chủ tịch ủy ban nhân tỉnh giao, tôi xin trân trọng công bố quyết định công nhận xã Thổ Cường đạt chuẩn nông thôn mới. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa số 3694 trên QĐ-QND Thanh Hóa ngày 16 tháng 9 năm 2019 quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ quyết định số 1600 ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, căn cứ quyết định số 1980 ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, căn cứ quyết định số 2500 ngày 30 tháng 12 năm 2016 về việc ban hành quy định điều kiện trình tự thủ tục hồ sơ xét công nhận công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, căn cứ quyết định số 126 ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 kỳ họp thứ 13 về việc ban hành cơ chế chính sách khuyến khích xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, căn cứ quyết định số 1445 ngày 3 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, xét đề nghị tại công trình số 513 ngày 11 tháng 9 năm 2019 của văn phòng đầu mối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, quyết định điều 1 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của xã Thọ Cường, huyện Thọ Sơn. Điều 2 xã Thọ Cường, huyện Thọ Sơn được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giao tặng bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, được hỗ trợ 1 tỷ đồng theo quy định tại nghị quyết
số 126 ngày 7/7/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điều 3, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tránh văn phòng Đội bộ chương trình xây dựng nông thôn tỉnh, giám đốc sở, sở ban ngành cấp tỉnh, ban thi đua khen thưởng tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Sơn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thọ Cường và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch đã ký quyết định trước để chúng ta nhận được quyết định. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời đồng chí bí thư cán bộ xã, đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đồng chí chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Cường lên đề tài thay mặt cán bộ và nhân dân xã Thọ Cường nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiền thưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo chương trình của chúng ta tỉnh lên trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiền thưởng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho cán bộ nhân dân xã Thọ Cường. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Thank you.
tiếp theo tôi xin phép được công bố quyết định về được thưởng cho đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới. Cộng hòa Dân chủ Việt Nam hội đồng tư chúc Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn số 9120 Triệu Sơn ngày 15/11/2019 quyết định về được thưởng cho đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Chủ tịch ban dân huyện Triệu Sơn căn cứ vào tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015 căn cứ vào quy định khen thưởng ngày 26/11/2003 bộ luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quy định khen thưởng ngày 16/11/2013 căn cứ quyết định số 3694 ngày 16/9/2019 của chủ tịch ban tỉnh Khánh Hòa về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đợt 2 cho các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, căn cứ quyết định số 11968 ngày 9/11/2016 Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành một số cơ chế khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2017-2021. Xét tình hình của trưởng phòng nội vụ, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tại tờ trình số 80 ngày 14/11/2019 quyết định điều 1 thưởng cho nhân dân cán bộ xã Tổ Cường 1 tỷ đồng vì đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, trong đó 500 triệu đồng để hỗ trợ thanh toán cho công trình xây dựng của xã, 500 triệu đồng còn lại chi thưởng cho các thôn khi tuyên truyền thanh thiết sửa chữa các công trình phúc lợi nâng cao chất lượng và các tiêu chí và các hỗ trợ chi khác. Điều 2 tiền thưởng chi từ nguồn ngân sách của huyện. Điều 3 quyết định này có việc để ngày ký tránh văn phòng người nông dân bởi ban nông nghiệp trưởng các phòng nội vụ nông nghiệp phát triển nông thôn tài chính kế hoạch giám đốc kho bạc huyện và chủ tịch ban xã Tổ Cường chủ trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch ban huyện đã ký quyết định đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Sau đây xin trân trọng giới thiệu với mời đồng chí Phạm Xuân Khoa, bí thư đảng ủy, đồng chí Phạm Xuân Thi, phó bí thư đảng ủy, và đồng chí Lê Trung, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ban xã. Thay mặt cho nhân dân và cán bộ xã Tổ Cường, xin kính trân trọng để nhận lời. Xin trân trọng giới thiệu với quý mời đồng chí Vũ Kính, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ban dân huyện, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo huyện lên trao thưởng cho nhân dân và cán bộ xã Tổ Cường. Phó bí thư đảng ủy xã Tổ Cường.
hai bà Hoàng Thị Về, bí thư chi bộ, trưởng thôn 5 xã Phúc Cầm. Thứ ba, ông Vũ Văn Chính, trưởng thôn 4. Ông Trần Văn Trình, bí thư chi bộ thôn 7. Đại diện gia đình ông Phạm Khắc Độ, thôn 2. Và đại diện gia đình ông Lê Văn Nghiệp, thôn 7. Xin trân trọng giới thiệu tổng bí thư đồng chí Hồ Trường Sơn, phó chủ tịch ban nhân dân huyện, phó chủ tịch thứ nhất của hội đồng thi đua khen thưởng huyện, thay mặt cho công ty lãnh đạo huyện lên trao cái khen cho các tập thể cá nhân. Xin trân trọng mời. Chúng ta nhìn thấy chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Ủy ban huyện. Thưa toàn thể đồng chí, đồng chí phân công thay mặt cho đại diện của đồng chí tôi được quyền cần công bố xong các cái quyết định trên đường. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chúc mừng các mặt bằng cao
Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu kính mời ông Lê Văn Hiền, đảng viên 55 của đảng Công Nhân thứ 7 lên phát biểu chính kiến. Xin kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Hòa chung không khí phấn khởi với nhiều sự kiện chính trị trọng đại và những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt là xã Thọ Cường vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ khóa 19 nhiệm kỳ 2020-2025. Hôm nay lại thêm một sự kiện nữa là xã Thọ Cường chúng ta long trọng tổ chức lễ công bố quyết định xã Thọ Cường đạt chuẩn nông thôn mới. Tôi rất vui mừng được phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ quan trọng này. Lời đầu tiên có phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các cán bộ và nhân dân trong toàn xã lời chào mừng, lời cảm ơn và lời dồi dào sức khỏe. Chúc cho buổi lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị và nhân dân, tôi xin được khẳng định ngay rằng chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương hết sức đúng đắn và đầy sức sáng tạo. Đó là một chủ trương rất hợp ý Đảng lòng dân. Chính vì vậy mà ngay từ khi mới triển khai, chủ trương đó đã được toàn Đảng, toàn dân hò hởi đón nhận. Không chỉ đối với nông thôn mà còn lan tỏa đến cả nhân dân ở các vùng đô thị, cả xã hội, cả hệ thống chính trị cùng chung tay xây dựng nông thôn mới và đã đạt được những kết quả và những thành tựu to lớn đáng tự hào. Đối với xã Thọ Cường của chúng ta cũng nằm trong trào lưu đó. Mặc dù đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, lại ở một vùng quê quần nông, một xã luôn khó khăn về nguồn thu ngân sách, nhưng cán bộ và nhân dân trong xã đã ý thức được rằng chỉ có xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí mới xóa được nghèo khó, đời sống của nhân dân mới được ấm no hạnh phúc, xã hội mới giàu mạnh văn minh. Từ đó là từng người dân, từng gia đình, dòng họ cùng cả hệ thống chính trị trong toàn xã đã đồng sức đồng lòng tự nguyện đem công sức tiền của ra để xây dựng nông thôn mới trên chính quê hương yêu cầu của mình. Kết quả và thành tựu đạt được, các quý vị và nhân dân đã được nghe, đã được thấy. Song với sự tâm đắc của mình, tôi xin phép được khái quát lại một số kết quả của xã nhà đạt được qua thực hiện cuộc công cuộc đổi mới và xây dựng nông thôn mới đến thời điểm hiện tại để mọi người chúng ta cùng chung vui. Toàn xã Thọ Cường đã điện khí hóa nông thôn 100% hộ dân được hưởng điện lưới quốc gia, toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn cơ bản được quê công hóa đến tận hộ, hệ thống giáo dục và y tế phát triển mạnh mẽ, cả ba nhà trường và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia, 100% các thôn đều xây dựng mới được nhà văn hóa to đẹp khang trang chủ yếu bằng công sức của mình, nếp sống văn hóa mới được duy trì, nhiều phong trào được khơi dậy và hoạt động mạnh mẽ, phương thức sản xuất đã và đang chuyển dịch theo hướng quát cơ giới hóa công nghiệp và dịch vụ chú trọng năng suất hiệu quả và giá trị kinh tế cao, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,9%, quốc phòng và an ninh được giữ vững, vân vân. Và đặc biệt là xã Thọ Cường vừa xây dựng được một khu trung tâm của xã mà tôi tạm gọi là khu trung tâm hành chính văn hóa tập trung, bao gồm trạm y tế, sân vận động, hội trường, công sở của xã, kết nối trường mầm non, tượng đài liệt sĩ, trường tiểu học và trường trung học cơ sở, tất cả đã tạo thành một quần thể liên hoàn đẹp đẽ, tạo thành một quần thể liên hoàn đẹp đẽ có nhiều ý nghĩa. Nếu đứng tại công sở của xã có thể quan sát được tất cả các cơ sở mà tôi vừa nói trên. Kết quả và thành tựu mà xã Thọ Cường chúng ta đạt được thực sự đã tạo cho xã Thọ Cường có một sức sống mới, một diện mạo mới để hôm nay xã Thọ Cường vinh dự đón nhận quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới là hoàn toàn xứng đáng. Tôi nhiệt liệt chào mừng sự kiện trọng đại đó. Nguyên nhân đạt được có nhiều, song điều quan trọng là có chủ trương đúng đắn, có biện pháp sáng tạo, biết phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân, cán bộ quyết tâm tốt với tâm cao và gương mẫu, nhân dân đồng lòng, đồng sức đồng lòng thì dễ trăm lần công dân cũng chịu, có ngàn lần dân liệu cũng xong. Đồng thời xã Thọ Cường được sự quan tâm giúp đỡ to lớn, kịp thời, có hiệu quả của huyện, của tỉnh, sự ủng hộ đáng kể của con em xa quê, tất
giành thắng lợi. Tôi nghĩ rằng chúng ta thường nói xây đã khó nhưng giữ và phát triển nó còn khó hơn nhiều. Vì vậy hôm nay đấy, cán bộ cần phải có quyết tâm cao và phương pháp tốt. Vật chất và nhân dân của chúng ta tạo dựng được trong xây dựng nông thôn mới là rất lớn, cần phải được giữ tốt, dùng mềm, an toàn, tiết kiệm, phải phát huy tốt tính năng tác dụng của nó, không chỉ đối với trước mắt mà còn có cả các thế hệ mai sau. Kính thưa quý vị và nhân dân, do thời gian có hạn, tôi xin dừng cảm tưởng tại đây. Cuối cùng, một lần nữa, tôi trân trọng kính chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân trong toàn xã luôn dồi dào sức khỏe, cùng nhau đoàn kết, chung sức chung lòng để xây dựng xã Thọ Cường giàu đẹp, phồn vinh, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Đời thực,
ghi nhận và cổ vũ động viên mọi điều tốt, điều đẹp từ các hội viên của câu lạc bộ Thơ Hương Chiều, hoạt động thể dục dưỡng sinh và bóng chuyền hơi cho người cao tuổi và các hoạt động thể dục thể thao lành mạnh cho sức khỏe của mọi tầng lớp nhân dân ngập tràn trong thôn xóm hàng ngày. Tổ chức vui trung thu với nhiều hoạt động dành cho các thế hệ mầm non, đem ánh sáng muôn màu cùng những món quà trẻ thơ tới các con cháu và tổ chức những bữa tiệc đoàn kết cùng những chén rượu đồng với sự góp mặt dự tiệc của toàn xã, toàn dân. Với các trang trại hè, ta cũng luôn làm tốt nhất mọi hoạt động cho mọi tầng lớp nhân dân, từ duyệt kỹ thuật đội và thể thao với các cháu thiếu niên nhi đồng, đồng diễn thể dục dưỡng sinh cho người cao tuổi, đến kéo co cho thanh niên và trung niên, rồi các đêm hội diễn văn nghệ, tiến hát đồng quê vui tươi lành mạnh và sôi động với sự tham dự của 100% các thôn xóm, thu hút hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người của xã Thọ Cường và các xã lân cận cùng tham gia. Tất cả những điều đó đã giúp ta đẩy lùi được mọi tiêu cực, mọi cái xấu và tạo ra được môi trường sống trong lành cho các thế hệ người cao tuổi được vui sống tuổi già, các thế hệ mầm non được chăm sóc, dạy dỗ và trưởng thành trong môi trường văn minh và lành mạnh. Những hoạt động này cũng đã góp một phần không nhỏ cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở Thọ Cường quê ta. Chúng ta đang có những lợi thế rất lớn để phát huy cuộc sống sau khi đã đạt được chuẩn nông thôn mới. Thứ nhất, khi mà thế giới trao đảo về nhiều biến cố, thậm chí là rất bất ngờ về chính trị, về dịch bệnh toàn cầu, về thiên tai, về chiến tranh mạng, vân vân, thì quê hương Thọ Cường đã sẵn có sự đoàn kết đồng lòng, tạo nên sức mạnh toàn dân có thể giúp chống đỡ mọi khó khăn và hiểm nguy. Khi mà quá trình đô thị hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, diễn biến xã hội ngày càng phức tạp, thì hệ thống an ninh của chúng ta được tạo thêm sức mạnh từ hệ thống nhân sự chính quy được xây dựng trực tiếp từ công an tỉnh, công an huyện, giúp cho ta có thể phát huy sức mạnh về sự bình yên vốn có và sẽ đẩy lùi mọi sự bất ổn nếu có trong tương lai. Khi mà thế giới đang toàn cầu hóa rất nhanh, rất dễ làm tổn thương những định hướng phát triển của các thế hệ học sinh, thì Thọ Cường quê ta đã xây dựng được một nền tảng giáo dục rất vững chắc từ nhà trường, dòng họ, gia đình tới từng em học sinh. Điều này là vô cùng giá trị, sẽ giúp cho các thế hệ con người của quê hương ta phát triển bền vững và mạnh mẽ. Khi cuộc sống hiện đại hơn, văn minh hơn, thì những con đường làng là hạ tầng, là những đường băng để cất cánh, lại đã được nhân dân hai bên mặt đường hiến tặng, mở rộng và đồng lòng cùng toàn dân toàn xã bê tông hóa, sáng bừng và rộng lớn. Khi chúng ta thấy được chăm sóc cho sức khỏe một cách tốt nhất cho những dưỡng sinh thành, thì trạm xá đã được xây dựng khang trang với hệ thống từ trung ương đến từng địa phương, trong đó có Thọ Cường đang thực hiện rất tốt việc chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ khám bệnh định kỳ thường xuyên một cách rất ân cần, chu đáo, bài bản, văn minh và khoa học. Nếu ai đó hỏi tôi rằng một trong những điều gì làm tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, thì chắc chắn tôi sẽ khẳng định rằng đó là việc được chứng kiến một cách trực tiếp, mắt thấy, tai nghe và tay tôi chạm vào tất cả những điều đẹp này ngay trên chính quê hương Thọ Cường. Tôi được chứng kiến những bước phát triển vượt bậc, được sống với mọi người, được chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, được cùng làm mọi điều với mọi người, được cảm nhận và chạm tới những cảm xúc chân thực từ những giá trị thực thông qua mọi chuyện thực từ ngay chính cuộc sống đời thường của mọi gia đình ngay tại tỉnh đất này. Thọ Cường thân yêu, tôi thực sự trân trọng. Cá nhân tôi là một người được học nhiều trường, được đến nhiều quốc gia trên thế giới, được đi tới mọi ngóc ngách vùng miền, tỉnh thành của đất nước, được trải nghiệm nhiều khoảnh khắc cung bậc, nhiều nền văn hóa, gặp nhiều chuyên gia và làm việc cùng nhiều nhà tài trợ kinh tế, chính trị, xã hội tại Việt Nam và trên thế giới. Nhưng điều đáng giá nhất đối với tôi vẫn là những trải nghiệm với chính quê hương mình, vì ở đó có rất nhiều các tầng lớp nhân dân với rất nhiều quan điểm, cách
cách hiểu, những cách làm khác nhau, tất cả là có một sự rất chung, rất giống nhau, đó là sự đoàn kết nghĩa tình, đó là sự thông minh trí tuệ, đó là năng lực nhận biết một cách rất chính xác cái xấu, cái đẹp, cái thiện, cái ác, sự thân tình, thiệt tình, sự ủng hộ, sự động viên rất đúng mực, sự cầu thị và thiện chí, vân vân. Tất cả vì một cái chung duy nhất là tìm đến một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho chính mình, cho những người thân sinh ra mình và cho những thế hệ tương lai. Tôi có rất nhiều những thứ đẹp, nhiều những thứ tốt mà tôi không thể nào kể ra hết được. Tôi chỉ biết rằng mình rất trân trọng và quý mến vô cùng những điều này, và tôi tin rằng đó chính là một trong những giá trị lớn nhất có phần xây dựng xã Thọ Cường tươi đẹp như ngày hôm nay. Nếu cho tôi nói một câu ngắn nhất về Thọ Cường thì câu nói của tôi sẽ là: tôi thực sự hạnh phúc và may mắn là một người con sinh ra và trưởng thành tại chính mảnh đất Thọ Cường thân yêu này. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Cường luôn có được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo ban thường vụ từ Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban ngành của huyện. Sau đây xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Văn Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện, chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng ban chỉ đạo các công tác của huyện lên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Với số phát điểm xây dựng nông thôn mới, Thọ Cường
mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới, 13 tiêu chí còn lại chỉ đạt từ 40-50%. Bước vào xây dựng nông thôn mới, ngoài sự chủ động tích cực, sự nỗ lực phấn đấu của các vị đảng, chính quyền và nhân dân trong xã, còn sự quan tâm hỗ trợ, ủng hộ, đóng góp rất quan trọng của người con họ vùng xa quê, của các hội đồng hương, các doanh nghiệp. Để hoàn thành xã nông thôn mới, Thọ Cường đã huy động được nguồn lực trong nhân dân với trên 41 tỷ đồng, các doanh nghiệp ủng hộ trên 6 tỷ đồng. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, của huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ để khuyến khích các thôn và nhân dân xây dựng nông thôn mới. Hệ thống trường học, trạm y tế, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư xây dựng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại buổi lễ trọng thể này, tôi đề nghị chúng ta ghi nhận và biểu dương những thành tích kết quả của xã Thọ Cường đã đạt được trong thời gian qua. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, để kinh tế xã hội và đời sống nhân dân phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong thời gian tới, xứng đáng với danh hiệu xã nông thôn mới, tôi đề nghị các ủy, chính quyền, nhân dân xã Thọ Cường hãy tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, các nguồn lực của địa phương để tập trung phát triển kinh tế, trước hết là thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là chuyển mạnh từ cây lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng và nuôi hiệu quả cao hơn. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tiếp tục tập trung đất đai trong nghị quyết 13 của tỉnh ủy để xây dựng cánh đồng lớn, đưa cơ giới hóa đồng bộ của các biện pháp thông canh và sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với doanh nghiệp và hợp tác xã, từ khâu tổ chức sản xuất đến khâu tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích cho người nông dân. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, quan tâm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, thực hiện tốt chủ trương đi đâu bắt đi đâu, từng bước thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế tuần nông của địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội sinh hoạt nhân dân, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 của chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng chăm lo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Kính thưa các đồng chí, được chủ tịch ban nhân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, đây là bước ngoặt quan trọng, là bước khởi đầu mới trong lịch sử phát triển xã nhà. Để tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân, xây dựng làng xã văn minh trẻ đẹp, quản lý xã hội dân chủ và nâng cao sự hài lòng của người dân, đảng bộ và nhân dân xã nhà cần quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để trở thành xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, nhân buổi lễ trọng thể này, thay mặt đồng chí lãnh đạo hội đồng, xin trân trọng cảm ơn tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh, các sở ban ngành các tỉnh, các doanh nghiệp, hội đồng hương của những người con xa quê trong những năm qua đã thường xuyên quan tâm, theo dõi, góp ý ủng hộ và tạo điều kiện cho huyện Đồ Sơn nói chung và xã Thọ Cường nói riêng có cơ hội điều kiện phát triển. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí. Chúng tôi tin được rằng với quyết tâm của đảng bộ và nhân dân xa nhà, trong thời gian tới Thọ Cường nhất định sẽ có những bước phát triển nhanh và bền vững hơn, xứng đáng với danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Một lần nữa kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, cán bộ đảng viên, toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa đồng chí Lê Quang Hùng, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Đồ Sơn, các quý vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân xã nhà, hôm nay xã Thọ Cường long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vô cùng vinh dự là đồng chí Lê Quang Hùng, bí thư tỉnh ủy, thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện, đồng ủy, thường trực hội đồng nhân dân huyện, ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc huyện, ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện về dự chung vui và trực tiếp phát biểu chỉ đạo với chủ đề chúng ta. Đồng chí đã đánh giá cao, đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả mà cán bộ nhân dân xã Thọ Cường đã đạt được trong những năm qua. Đặc biệt đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại và những việc cần làm trong thời gian tới để xây dựng xã Thọ Cường sớm
thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thay mặt cán bộ và nhân dân xã Hà, tôi xin chân thành cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là một động viên vô lớn và định hướng hết sức quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Chúng tôi xin hứa sẽ quán triệt và triển khai đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí bằng những hành động cụ thể, thiết thực, quyết tâm giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và từng bước xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối cùng, thay mặt cán bộ và nhân dân xã Hà, xin kính chúc đồng chí và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Bye.
đình bà Đỗ Thị Quang, 32 hộ gia đình thuộc Trọng Lượng, 33 hộ gia đình ông Lê Văn Giang, 34 hộ gia đình ông Lý Bát Hoàng, 35 hộ gia đình ông Lý Thế Chính, 36 hộ gia đình ông Hà Văn Lâm, 37 hộ gia đình bà Bảo Thị Tẩm, 38 hộ gia đình bà Vũ Thị Oanh, 39 hộ gia đình bà Lê Thị Xuê, 40 hộ gia đình ông Lê Đình Thành, 41 hộ gia đình ông Lê Đình Hơn, 42 hộ gia đình bà Lê Thị Tính, 43 hộ gia đình bà Bảo Thị Tè, 44 hộ gia đình ông Lê Đình Bình, 45 hộ gia đình ông Lê Đình Nhâm, 46 hộ gia đình bà Lê Thị Viên, 47 hộ gia đình ông Trần Lê Huệ, 48 hộ gia đình ông Lê Quý Thắng, 49 hộ gia đình ông Lê Thị Công, 50 hộ gia đình bà Thị Cảnh, 51 hộ gia đình ông Lê Đình Mười, 52 hộ gia đình ông Lê Văn Thảo, 53 hộ gia đình ông Lê Đình Quy, 54 hộ gia đình Lê Thế Long. Thì sau đây là sự tư vấn của ban tổ chức và tôi điều kiện trở lại. Tôi xin phép mời ba đại diện của tôi nhận ra mặt. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn
kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,7 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,5%. Với những thành tích đạt được trong những năm qua, xã Thọ Cường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là mốc son quan trọng trong lịch sử phát triển của xã nhà, làm niềm tự hào lớn lao với đảng bộ và nhân dân trong xã. Đảng bộ xã Thọ Cường xác định rằng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, đây mới chỉ là thành quả bước đầu, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn thử thách. Đảng bộ và nhân dân xã nhà càng phải tập trung quyết tâm và nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất để nâng cao đời sống nhân dân, cùng nhau đoàn kết một lòng, góp công góp của và bảo vệ để giữ vững, xây dựng hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng xã nông thôn mới, phấn đấu trở thành một xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất và một xã điển hình trong phát triển kinh tế xã hội của huyện và của tỉnh, làm cho địa phương ngày càng khởi sắc và chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Với mục tiêu ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đó, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Thọ Cường, tại buổi lễ trọng thể này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thọ Cường phát động phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 để đạt chuẩn về xã nông thôn mới nâng cao với những nội dung chủ yếu sau. Một là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia. Nhân dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, phải xác định, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Hai là tập trung tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, đẩy mạnh đưa cơ giới hóa tầng một vào sản xuất nông nghiệp, phát triển mô hình chăn nuôi gia trại trang trại nằm trong thu nhập, giải quyết việc làm cho nhân dân, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa có chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao. Ba là tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị đang lên trên các sản phẩm chủ đạo của nông nghiệp, tạo điều kiện để khai thác mở rộng sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ kiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập cho người lao động. Bốn là quản lý và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới đã phê duyệt, nâng cấp và bảo dưỡng tốt các công trình đã được xây dựng, tiếp tục vận động nhân dân nâng cấp nhà cửa, xây dựng các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Ba là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho nông nghiệp nông thôn. Đây là một nội dung mang tính cốt lõi của chương trình phát triển hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao ý thức cộng đồng, ý thức của người dân, từ đó toàn dân tích cực hưởng ứng của cộng đồng, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Sáu là Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành phát động, gắn với thực hiện năng lực của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đấy là đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, phát triển kinh tế đa ngành nghề lẫn chiều rộng và chiều sâu. Tám là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2015-2020, xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, tiếp tục xây dựng đảng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, gắn xây dựng đảng với củng cố chính quyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của nhân dân đối với đảng chính quyền, xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ xã đến thôn, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện nâng cao chất lượng xã nông thôn mới. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ và nhân dân, trong niềm tự hào phấn khởi xã nhà được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đảng bộ và nhân dân trong toàn xã quyết tâm đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa,
để từ chối khoanh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới mà đã đạt được lên mức độ cao hơn, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Xin được kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ và nhân dân sức khỏe hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân, cán bộ và nhân dân xã nhà. Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đến đây lễ công bố xã Mậu Cường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại buổi lễ, chúng ta đã được đón nhận những tình cảm quý báu của các quý vị đại biểu, quý vị khách quý về chia vui cùng đảng bộ và nhân dân xã nhà. Chúng ta được nghe những lời chúc mừng, những tâm tư tình cảm của con em xa quê. Chúng ta cũng được nghe những lời phát biểu thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân trong thời gian tới. Đặc biệt chúng ta được đón nhận sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, ban chỉ đạo tỉnh, văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo đại diện các sở ngành, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo quyền ủy, thường trực hội đồng nhân dân, lãnh đạo ủy ban nhân dân mặt trận tổ quốc và các ban phòng ngành đoàn thể cấp huyện, và lời phát biểu chúc mừng chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Hùng, bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của người nhà. Thay mặt đảng bộ và nhân dân xã nhà, chúng tôi xin trân trọng đón nhận và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và cá nhân đồng chí bí thư huyện ủy. Chúng tôi liên cũng nghiêm túc tiếp thu những nội dung đánh giá và chỉ đạo của đồng chí để đưa vào kế hoạch triển khai và quyết tâm chính trị cao hơn, phấn đấu xây dựng xã nhà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tiếp theo. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân và cán bộ xã nhà, lễ đón nhận xã Mậu Cường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, ban chỉ đạo, văn phòng điều phối chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, các sở ban ngành của tỉnh Thanh Hóa. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện, thường trực hội đồng nhân dân huyện, ủy ban nhân dân huyện, thường trực mặt trận tổ quốc, các văn phòng của huyện và các ngành đoàn thể cấp huyện, các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ những người trực tu để bảo tồn có được kết quả như ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự chung tay góp sức xây dựng công sức của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và con em xa quê trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn các đơn vị báo đài đã đến dự đưa tin về buổi lễ. Cảm ơn cán bộ và nhân dân đã chung sức đồng lòng để đưa xã nhà về đích nông thôn mới năm 2019. Cảm ơn các anh chị trong các đội văn nghệ đã có những tiết mục văn nghệ đặc sắc góp phần vào thành công của buổi lễ. Cảm ơn các bộ phận tham mưu giúp việc cho ban tổ chức, bộ phận đảm bảo an ninh trật tự trong cả quá trình chuẩn bị và tổ chức buổi lễ. Cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, cán bộ và nhân dân có mặt trong buổi lễ này. Kính chúc các quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin bế mạc buổi lễ công bố xã Mậu Cường đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 tại đây. Xin trân trọng cảm ơn.